giải mã MV đầu tay sau 13 năm ca hát của Lê Cát Trọng Lý. Tối ngày 29 tháng 9, Lê Cát Trọng Lý gửi tới khán giả MV 8 chữ có. Điều đặc biệt, đây là MV đầu tiên trong suốt 13 năm sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ. Cố bình yên và sự sao xuyến. 8 chữ có được Lê Cát Trọng Lý viết cách đây 6 năm. Lần này, ca khúc được hòa âm phối khí lại để cô có thể chơi nhạc cùng đội hợp xướng Châu Phi, Cowboy Joy. Chính điều đó tạo nên những nét đặc biệt trong lần đầu tiên Lý bước lên màn ảnh. Cowboy Joy, nhóm hợp xướng gồm 22 thành viên xuất thân từ nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, có những người sinh ra, lớn lên và hiện vẫn còn đang sống trong khu ổ chuột lớn thứ hai Châu Phi, Kibera. Điểm chung duy nhất của họ là màu da và tình yêu dành cho âm nhạc. Với Lê Cát Trọng Lý, điều chinh phục cô khi nghe Cowboy Joy là lý tưởng cao cả hơn hết. Khi hát, ánh mắt và miệng cười của họ làm tôi quên đi mất sự khác nhau của con người, quên đi mất không gian địa lý và sắc tộc. Nghe họ hát cứ như từ thiên đàng, mặc dù tôi chẳng biết thiên đàng là gì. Trong phút giây hiện tại của âm nhạc đó, tôi thấy tình cảm con người được phần nào kết nối và quên đi mọi biên giới. Trong MV, hình ảnh Lê Cát Trọng Lý hát cùng với một nhóm đông người là biểu trưng cho sự trộn lẫn những ranh giới. Âm nhạc khiến con người không còn khoảng cách, không còn phân biệt màu da, tiếng nói. Chỉ có cái đẹp của nghệ thuật là hiện hữu. Bối cảnh của MV được quay tại hai quốc gia Mauritius và Kenya vào tháng 8 năm 2019, nhấn mạnh vào vẻ đẹp kỳ diệu của tạo hóa, của thiên nhiên đất trời. MV sử dụng tông màu vàng và xanh làm chủ đạo, có nhiều góc máy rộng, gây ấn tượng với những khung hình thiên nhiên tuyệt đẹp. Những chú ngựa vàng ăn cỏ, những chú chim tíu tít trên cành cây, phía trên là bầu trời xanh rộng lớn và phía dưới là cánh đồng đu đưa trước gió. Không thể cưỡng lại vẻ đẹp ấy, cô gái bé nhỏ Lê Cát Trọng Lý cũng phải hòa mình cất giọng, cầm trên tay cây đàn guitar ngân vang lời ca tiếng hát. Tất cả mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thoáng đãng, như nguồn nước mát lạnh phả vào tâm hồn con người, khiến những ai thưởng thức cảm thấy bình yên và sao xuyến. Có thể nói, MV 8 chữ có là một gam màu đẹp đẽ, mới lạ trong bức tranh âm nhạc Việt Nam đương đại, pha trộn giữa chất thơ và chất thiền. Triết lý Á Đông truyền thống với tư duy sáng tạo đầy cá tính của nữ ca sĩ, 8 chữ có là nét chấm phá không trộn lẫn giữa thị trường V-pop hiện nay. Mạo hiểm thực hiện MV ở lục địa đen, một bài hát rất Việt Nam, với ca từ và những tính toán sắp đặt thiên về triết lý Á Đông như 8 chữ có, Lê Cát Trọng Lý và ekip vẫn có thể dung hòa mọi yếu tố nói trên. Kết hợp với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, khán giả chỉ còn biết nín lặng thưởng thức những âm hưởng cất lên từ giọng của Lý. Chất giọng thanh mảnh cùng cách xử lý giai điệu, luyến lấy tinh tế của cô được nhận xét phù hợp với giai điệu nhẹ nhàng và bối cảnh thiên nhiên hoang dã mà MV tạo dựng. Nhiều khán giả cho rằng thành công của Lê Cát Trọng Lý là đưa được những mảng miếng đối lập vào trong MV. Một cô bé nhỏ con, một tâm hồn rộng lớn, một bài hát giản dị, một ý nghĩa sâu xa, một đất nước còn nghèo đói, một ước mơ đủ đầy. MV thật đẹp và ý nghĩa, một khán giả bình luận. Phiên bản MV có một phân đoạn hát hoàn toàn bằng tiếng Anh, được thể hiện bởi dàn đồng ca Cowboy Joy. Việc nghe những chàng trai Châu Phi với âm điệu hào sảng cùng đồng ca phần tiếng Anh của ca khúc là một trải nghiệm mới mẻ và độc đáo với những khán giả thưởng thức. Qua những gì gửi gắm trong MV, Lê Cát Trọng Lý không chỉ thể hiện cá tính âm nhạc riêng biệt, tài năng ca hát của bản thân mà còn cho thấy sự tâm huyết với nghệ thuật, với những sản phẩm của chính mình. Âm nhạc là không biên giới, chân lý này chính là thông điệp được thể hiện rõ nét nhất qua 8 chữ có.